báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Thực hiện kế hoạch giao năm 2021, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau. 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Tình hình chung Về thuận lợi, Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Cục Điện ảnh Việt Nam, của Đảng bộ, Ban giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Đội ngũ cán bộ, viên chức nhiệt tình, năng động trong công việc. Đa số cán bộ, viên chức có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác chiếu bóng lưu động cũng như trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, địa bàn hoạt động rộng Phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác chuyên môn cũ, thiếu và lạc hậu nên đơn vị đã phải thường xuyên có phương án thích ứng với tình hình. Số viên chức thiếu 35 trên 38 người nên đơn vị thường xuyên phải tăng cường viên chức cho các đội tuyên truyền lưu động. Về công tác điều hành chỉ đạo, trong năm 2021, đơn vị đã tiếp nhận, bổ sung và tổ chức thực hiện 35 nhiệm vụ do Sở Văn hóa thể thao và du lịch và cục điện ảnh giao ban hành được 77 văn bản gồm hai chương trình công tác, 34 báo cáo, 17 công văn, 6 quyết định, 6 kế hoạch, 4 tờ trình, 8 giấy mời để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc và cán bộ viên chức cơ quan. Về kết quả hoạt động sự nghiệp, công tác chiếu bóng Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao trong năm 2021, trung tâm đã chủ động chỉ đạo các đội chiếu bóng lưu động trực thuộc tiến hành làm tốt công tác chuyên môn. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp với các phòng văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao và du lịch các huyện, thành phố, các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid cụ thể để chiếu phim hoặc tuyên truyền lưu động phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cụ thể, tổ chức được hai đợt phim Mừng Đảng Mừng Xuân năm 2021, ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3, cung cấp nguồn phim cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát sóng trên truyền hình hai đợt phim kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, số buổi chiếu phim tuyên truyền lưu động được 2.000 trên 1.800 buổi, đạt 111% kế hoạch trong đó về chiếu phim được 655 buổi, về tuyên truyền lưu động được 1.345 buổi, phục vụ cho 204.909 lượt người xem và nghe. Công tác phát hành phim tiếp nhận và phát hành được 12 phim video, trong đó có 6 phim truyện, 6 phim tài liệu. Hoàn thành 5 trên 4 phim phóng sự, clip ngắn đạt 125% kế hoạch trong đó hai phóng sự tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Nà Trì, huyện Xí Mần và xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang. Ba clip về dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu Bò, bệnh dịch tả lợn châu Phi, Hà Giang đại chiến COVID-19, chung tay phòng chống COVID-19. Biên tập được 10 bản tin tuyên truyền đạt 10 trên 8, vượt 25% kế hoạch nội dung tuyên truyền về mừng đảng, mừng xuân, dịch Covid, ngày sinh nhật bác, ngày thương binh liệt sĩ, chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, bệnh dịch tả lợn châu Phi, phòng chống thiên tai bão lũ, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người. In và cấp phát miễn phí 30.000 tờ rơi về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, dịch tả lợn châu Phi cho các đội chiếu bóng lưu động phát miễn phí cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Về công tác phối hợp, phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch, kịch bản và dàn dựng chương trình phối hợp tuyên truyền chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Bắc Mê Bắc Quang và thành phố Hà Giang phối hợp với trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống Covid đạt 26 buổi. Phối hợp với hội cựu chiến binh khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức một buổi chiếu phim tuyên truyền tại trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh. Phối hợp với thành đoàn Hà Giang chiếu phim tuyên truyền tại trường phổ thông dân tộc nội chú được một buổi. Phối hợp với đài truyền hình tỉnh tiếp nhận và phát hành được 4 phim trên hệ thống truyền hình tỉnh từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, thực hiện chương trình lồng ghép tiếng mông cho hai phim tài liệu. Về các hoạt động khác, tham gia đầy đủ các hoạt động do ngành tổ chức, nhận và tổ chức thực hiện, hoàn thành 35 trên 35 nhiệm vụ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh giao bổ sung. Về đánh giá kết quả hoạt động sự nghiệp, ưu điểm, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn vừa cũ vừa thiếu và lạc hậu. Các điểm chiếu xa xôi, đường xá đi lại khó khăn, nhưng cán bộ viên chức trung tâm đã đoàn kết nhất trí cao, khắc phục được mọi khó khăn, tận dụng được trang thiết bị của các huyện, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền các xã để hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn. Vì vậy, kết thúc năm 2021, đơn vị đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm một số hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh covid đã ảnh hưởng rất lớn đến việc chiếu phim chất lượng một số buổi chiếu tuyên truyền lưu động đạt chưa cao thu hút được ít nhân dân đến xem công tác tuyên truyền trước các buổi chiếu một số đội còn yếu chất lượng phim phóng sự ngắn lời bình còn dài hình ảnh chưa đẹp một số nguyên nhân hạn chế trang thiết bị kỹ thuật thiếu cũ và lạc hậu một số viên chức trình độ còn hạn chế, sự cố gắng chưa cao, công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, các nhiệm vụ chủ yếu Chiếu phim tuyên truyền lưu động đạt 1.900 buổi, sản xuất 2 phim phóng sự tài liệu ngắn 5 clip, biên tập 8 bản tin tuyên truyền, in và cấp phát 30.000 tờ rơi về cách phòng chống dịch bệnh COVID, dịch bệnh gia súc, gia cầm hướng dẫn nhân dân thực hiện tiếp nhận và phát hành kịp thời nguồn phim do cục điện ảnh cung cấp phối hợp với các đơn vị trực thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch các địa phương các tổ chức đoàn thể trong tỉnh trong việc chiếu phim tuyên truyền nhiệm vụ chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ do sở văn hóa thể thao và du lịch và cục điện ảnh giao các nhiệm vụ cụ thể trong công tác chiếu bóng tổ chức các đợt phim nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước địa phương Chiếu phim tuyên truyền lưu động thu hút được đông đảo người dân tới xem. Công tác phát hành phim, xây dựng phóng sự tài liệu ngắn, clip chủ đề tập trung về chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng, các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động tiếp nhận phối hợp với các đơn vị phát hành phim trung ương, khai thác nguồn phim có chất lượng để phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân biên dịch lồng tiếng dân tộc vào các tác phẩm điện ảnh, tài liệu tuyên truyền để phục vụ nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa. Biên tập bản tin tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Tiếp tục in và cấp phát miễn phí 30.000 tờ rơi về các dịch bệnh phục vụ nhân dân. Công tác phối hợp tiếp tục phối hợp với đài truyền hình tỉnh Hà Giang lồng ghép các chương trình tiếng dân tộc để phục vụ đồng bào, nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn thành phố và các đoàn thể tại các huyện trong tỉnh, chiếu phim, tuyên truyền phục vụ nhân dân. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thư viện tỉnh, Đoàn nghệ thuật tỉnh, tuyên truyền lồng ghép. Về công tác khác, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên. Kiến nghị Cục Điện ảnh, tiếp tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có phương án ưu tiên cho điện ảnh miền núi, quan tâm hỗ trợ trang thiết bị như máy quay phim, flycam, máy chiếu công nghệ hiện đại cho Hà Giang nói riêng và các tỉnh miền núi biên giới nói chung. Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hà Giang.